quý vị ngày 25 tháng 4 phiên giao dịch cuối tuần sau khi rớt khỏi đỉnh cao nhất trong vòng 9 tháng qua giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc trên thị trường vàng trong nước tập đoàn vàng bạc đá quý đôi niêm yết vàng miếng ở mức 55,15 đến 55,6 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra mức giá này giảm 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó công ty phú quý niêm yết vàng biến SJC ở mức giá 55,25 đến 55,6 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này giảm 170.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Những tròn trơn 999.9 ở mức 52,4 đến 53,05 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch trước đó. Sáng 25 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 1.777,3 USD trên một ounce. Mức giá này giảm 6 USD trên một ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, sáng ngày 24 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.179.000 VND. Mức giá này giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có xu hướng trưởng lại so với các phiên giao dịch trước đó. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD được niêm yết với mức 22.945 đến 23.155 đồng USD, mức giá này giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.